Tôi nghĩ rằng đây sẽ lại là một kiểu trận đấu khác. Và tôi hy vọng rằng Viettel sẽ có sự trở lại của những cầu thủ trụ cột. Bởi vì thực ra thì thi đấu phòng ngự, phản công đúng với sở trường Viettel thì bao giờ là cũng dễ. Nhưng mà khi đấu tương với KA Philippines thì chúng ta rõ ràng đây là một đối thủ có thể nói là đồng cân đồng lạng cùng khu vực, và chúng ta hoàn toàn có thể là chơi sòng phẳng với họ. Thì chúng ta cần phải có những con người phù hợp, cần phải có những lối chơi phù hợp hơn. Tất nhiên là Viettel thì sẽ vẫn luôn là chắc chắn, vẫn luôn là phòng ngự, vẫn luôn là tình huống những phản công. Nhưng thực ra trong trận đấu với Winsan Hyundai thì chúng ta không có cơ hội nhiều để phản công. Bởi vì thực chất là chúng ta cũng không có nhiều cầu thủ tốt trên mặt trận tấn công. Tất cả cầu thủ đều lo tập trung vào mặt trận phòng ngự. Nhưng trận đấu với Kaya thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội phản công nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Và tôi mong rằng có thể là chúng ta có sự trở lại của những cầu thủ như là Bruno Matos hay là Pedro Paulo, thì những cầu thủ đó sẽ giúp chúng ta có những tình huống phản công, có những đường bóng lên bóng sắc hơn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rơi vào khoảng 55-45, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì sau những gì đã thể hiện trước Ulsan Hyundai thì bây giờ tinh thần các cầu thủ Viettel rất là tự tin. Trước khi giải đấu diễn ra thì chúng ta có một chút lo lắng về tinh thần của họ, bởi vì chúng ta biết rằng đây là một đội bóng rất là trẻ. Họ mới lên V-League 3 năm và mới đá V-League được 2 mùa. Và đây là mùa thứ 3. Họ chưa có một chuyến đi quốc tế nào cả, và cũng chưa gặp một đội bóng nước ngoài nào cả. Nên cái màn trình diễn đầu tiên đối với tôi đó là một cái màn trình diễn cực kỳ đáng khen. Đặc biệt là chúng ta biết rằng trong đội ra sân có những cầu thủ trẻ như Trương Tiến Anh, thậm chí ở V-League bạn ấy còn không được ra chính. Rồi sau đó rất nhiều những cầu thủ khác vào sân thì chính cái sự thoải mái, cái sự tự tin nó làm nên cái tinh thần và cái sức chiến đấu của đội bóng này. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ được duy trì ở giải đấu năm nay. Có nghĩa là họ cũng nhận được nhiệm vụ là đặt ra mục tiêu của ban lãnh đạo tập đoàn, cũng như là đội bóng là cố gắng lọt tiếp, đi tiếp. Nhưng thực chất là với họ đang thi đấu với tâm lý là thoải mái và cống hiến hết những gì có thể. Và tôi nghĩ rằng chính cái tâm lý thoải mái đó nó sẽ giúp cho đội bóng chơi tốt hơn, tự tin hơn và thoải mái hơn. Họ chẳng sợ điều gì cả. Và đến với cái sân chơi này, đến với cái giải đấu này, với họ đã là một cái sự thành công rất là lớn rồi. Thế nên họ thoải mái và thể hiện hết những khả năng của mình. Và tôi nghĩ rằng đó sẽ là sức mạnh của đội bóng này. Khi ban luyện của Viettel đã được ngồi xem hết trận đấu này, và họ cũng đã phân tích hết sức mạnh của đội bóng này, rõ ràng rằng so với bóng đá của Philippines với Thái Lan thì giải Thái Lan vẫn có chất lượng hơn nhiều so với giải đấu này. Tất nhiên chúng ta cũng đã gặp gỡ và đụng độ khá nhiều với Philippines rồi, cả cấp bộ câu bộ cũng như đội tuyển. Thì chúng ta vẫn thấy rằng có thể là KA là một câu lạc bộ tốt nhất của Philippines, nhưng ở đó cũng chưa hẳn là một cái sự đồng đều và chất lượng cầu thủ ngang bằng. Và việc mà họ để thua trước Pathum với tỷ số 4-1 nó cũng cho thấy rằng hệ thống phòng ngự của đội bóng này có những vấn đề nhất định, và đó là thứ mà Viettel sẽ phải tìm hiểu, quan tâm và khai thác. Bóng đá bây giờ thì họ dựa rất nhiều vào những cái sự phân tích đối thủ để đưa ra những cái sự trùng hợp và cái sự chọn lựa phù hợp cho mình. Và riêng với Viettel thì càng phải phân tích kỹ hơn, bởi vì họ không phải là một đội bóng, Viettel không phải là một bóng mà kiểm soát và áp đặt trận đấu một cách tốt. Họ luôn luôn là một đội bóng mà chơi theo tình huống, chơi theo lựa theo đối thủ để mà chơi. Đó là ưu tiên sự chắc chắn và sau đó là những tình huống phản công. Thì tôi hy vọng rằng trận đấu này thì sẽ vẫn là một những cái cách chơi như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta có được sự trở lại của những trụ cột, chúng ta có những cái đường bóng lên bóng sắc sảo hơn thì hoàn toàn bàn thắng có thể đến, bởi vì Viettel cũng có những cầu thủ tạo được đột biến trên hàng tấn công, đặc biệt là khả năng chuyển đổi của Viettel tốt. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi rất là tốt trong trận đấu với Ulsan Hyundai, và nó sẽ vẫn là chỗ dựa để cho toàn đội có được một cái thế trận chắc chắn trước KA, và sau đó có những tình huống tấn công, phản công để tìm được bàn thắng. Tôi dự đoán rằng Viettel vẫn có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-0.